Nếu nói máy tính nào phù hợp nhất với chương trình giáo dục phổ thông mới, tôi sẽ trả lời ngay, đó chính là máy tính Casio FX 880 BTG. Vì sao nhỉ? Thứ nhất, tốc độ xử lý của máy nhanh, thậm chí gấp 2 lần thế hệ tiền nhiệm 580 VNX. Và thứ hai, có nhiều tính năng mới vượt trội, đặc biệt các tính năng này thuận tiện không chỉ cho môn toán mà các môn còn lại như lý, hóa, sinh cũng sẽ dễ dàng hơn. Và trong năm học 2024-2025, chính thức áp dụng cấu trúc đề thi mới gồm có 3 phần: trắc nghiệm, đúng sai và trả lời ngắn. Do vậy, các bạn học sinh bên cạnh giải đúng thì còn phải giải nhanh. Bằng việc nâng cấp chip xử lý mới giúp tăng tốc độ xử lý lên gấp 2 lần so với thế hệ đàn anh 580 VNX. Với màn hình to, rõ sẽ giúp các bạn thao tác dễ dàng và chính xác hơn. Nhiều dạng toán được đưa từ đại học xuống phổ thông như mẫu số liệu ghép nhóm, xác suất, tổ hợp vân vân. Nhưng với máy tính Casio FX 880 BTG có tích hợp những tính năng như thống kê, phân phối, hợp toán học và thậm chí có cả QR code giúp cho các học sinh giải quyết một cách dễ dàng hơn. Dù được nâng cấp với nhiều tính năng mới vượt trội như vậy, nhưng các bạn an tâm, hiển nhiên máy tính cũng được bộ dục cho phép mang vào phòng thi nha. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không sắm ngay một em Casio FX 880 BTG cho năm học mới. Máy tính chính hãng bảo hành lên đến 7 năm nha, một đổi một trong năm đầu tiên nếu lỗi nhà sản xuất. Nhanh nhanh để cùng đón chào năm học mới nha.